Chào các bác, đây là nhà sàn của bà con người Thái. Thì hôm nay sẽ giới thiệu cho các bác xem bà con nuôi con gì ở dưới nhà sàn và bên cạnh nhà sàn. Thì đây là một cái nét đặc trưng của dân tộc Thái Điện Biên. Thì trước tiên, đây là thường thì nhà nào cũng nuôi gà và một số con ngan. Ở đây có mấy cái phôi nấm mà con trồng treo ở đây này. Kia là con trâu. Thì thường là mọi nhà sẽ nuôi gà này, trâu này, ngan ngỗng các kiểu. Đấy, gà lên cả nhà đây. Các bác xem. Gà thân thiện. Lên cả nhà chơi. Ngày xưa ở quê tôi có, ở đây có một con ngan đực, một con ngan cái, hai con ngan cái. Xem nào, đây có con ngan cái nữa. Con này đang đẻ hay đang ấp đây. Ngày xưa là ở bên cạnh nhà tôi có một cái nhà, thì là có con gà tự nhiên nó trèo lên cái bàn thờ nó ngồi. Cái nhà này đang ở dưới này là một cái ao, đây là suối, bên cạnh là con suối. Đây có một cái đàn lợn, lợn mẹ và mấy con lợn con. Con này đẻ con rất là hay nhá, lông trông gần dần giống như có một con lợn đen kìa. Mấy con lợn trắng, lợn trắng nhưng mà nó kiểu vằn vằn như kiểu lợn rừng. Ít 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 ít. Con này đang đái này. Lợn ăn méo cả chậu. Ở đây thì bà con cứ chăn kiểu này thôi chứ không nuôi nhốt kiểu như là ở trang trại kia. Lợn bản đây cho ăn thì cũng thức ăn bình thường thô sơ thôi. Đấy, đấy là một số cái nét đặc trưng của bà con người Thái, gần như là nhà nào cũng có. Thì xung quanh nhà thì lại trồng cây cho mát, cây mít này, cây bưởi này, vải này, nhiều loại cây. Đây có một cái mít này, không biết quả có chín không. Đây, tiền ăn quả này chắc là không chịu. Bây giờ thì này có cây to lắm. Đây này, cây này to lắm, gần hai người ôm đấy. Bây giờ tôi sẽ phải đi qua, cẩn thận con lợn này nó cắn này. Bây giờ tôi sẽ phải đi qua cái ao này, đi qua con suối kia và lên trên kia. Tôi có cái việc ở bên đấy. Thì có cái tổ ong ở trên này, ở phía trên này tổ ong khoái, thì không biết là đã có ai biết chưa. Tôi cũng đang muốn bảo với lại chủ nhà ở đây, chủ chắc là chủ cái đất này ở đây, thì là bảo họ bắt để mình mua lại cái mật. Đây là cái ao khá nhiều cá đấy, ngớp nhiều này. Các biết đây là cái gì không? Cá gai leo đấy. Ơi, qua đây đã. Đây là con suối. Ôi giời, ôi giời. Nước nó chảy từ trên đồi chảy xuống. Đây, theo đường này. Cái này chảy ra sông Nậm Rốm này.